Có em hỏi cô Quỳnh rằng là cô ấy làm thế nào để giỏi được về thuế như cô? Thì nói chung là về thuế thì các bạn biết đấy, nó là thông tư nghị định. Mà các bạn muốn giỏi về thuế thì các bạn phải đọc nhiều. Đấy, về hạch toán thì tức là các bạn sẽ phải thực hành nhiều. Thì các bạn sẽ nhớ được tên tài khoản. Các bạn sẽ nắm được về nguyên tắc hạch toán đúng không? Thế còn về thuế thì các bạn lại phải đọc nhiều. Đấy, mà bây giờ thông tư nghị định thì nó là một biển trời nhiều, quá nhiều luôn. Có những cái cũ rồi có những cái mới, có những cái thì hết hiệu lực toàn phần, có những cái thì nó chỉ hết hiệu lực một phần. Xong rồi nói chung là nó cứ thay đổi liên tục ấy. Thành thử nó rơi ra những cái trở ngại cho kế toán. Muốn đọc thì mình cũng chả biết là sẽ phải đọc ở đâu, đọc từ cái gì đúng không? Đấy, thế nên là qua kinh nghiệm đào tạo của cô Quỳnh ấy, thì cô Quỳnh mới thấy rằng là ví dụ như khi mà cô Quỳnh soạn tài liệu cho học viên ấy, là cô Quỳnh cũng phải đau đầu nát óc. Tóm lại là ví dụ như có những mình phải lấy từ kinh nghiệm thực tế của mình xem nào, cái sắc thuế này đi làm thì cần phải nắm được những cái nội dung trọng tâm gì, và những cái nội dung trọng tâm đấy nó được quy định ở đâu, điều nào, khoản nào, thông tư nào, nghị định nào, thì mình sẽ phải vào cái thông tư nghị định đấy. Và khi vào cái thông tư nghị định đấy, mình lại phải xem nào cái thông tư nghị định này nó có hiệu lực từ bao giờ, nó đã hết hiệu lực hay chưa, và nó hết hiệu lực rồi thì nó có cái thông tư nghị định nào thay thế, và cái thông thư tư nghị định mới thay thế đấy thì nó có những cái nội dung trọng tâm gì. Sau đó thì cô Quỳnh mới lại nhặt ý đưa vào đây. Đây là quy định cũ, đây là quy định mới. Quy định cũ thì nó có hiệu lực từ bạn đến bao giờ. Quy định mới này nó có hiệu lực đến từ bao giờ đến bao giờ. Thì đấy là trên phương diện lý thuyết thôi. Thế nhưng mà khi nắm được lý thuyết rồi để mà vận dụng vào thực hành nữa thì nó lại là một cái vấn đề mà chúng ta phải thiên biến vạn hóa, chúng ta phải tư duy đúng không? Thật sự là nó cần phải có cái tính logic. Đấy, thế nên là học viên của cô Quỳnh mặc dù khi vào học ấy, cô Quỳnh đã phải soạn thành từng cái chương, từng cái sắc thuế một, và cô Quỳnh thay mặt các bạn ấy đi nhặt nhạnh các ý tứ, các ngõ ngách của thông tư luật thuế đưa vào đây và yêu cầu các bạn ấy chỉ cần đọc xoay quanh trong cái đấy thôi và phải lĩnh hội lấy cái kiến thức ở trong đấy mà cũng còn khó khăn, thì nó không khác gì là cái việc là bây giờ các bạn phải làm một cái mâm cỗ. Mà bây giờ các bạn phải nghiên cứu xem nào, trong đấy những cái món ăn đấy nguyên liệu của nó làm ra từ cái gì, đúng không? Và cách công thức chế biến ra làm sao, và các bạn sẽ phải chế biến thành một cái mâm cỗ. Đấy, thì cái việc đấy cô Quỳnh đã làm thay cho các bạn học viên rồi. Cô Quỳnh chỉ mời các bạn ấy ngồi và ăn thôi. Thế và ăn xong thì nói cho cô biết xem nào, trong cái mâm cỗ này nó có những cái món gì mà còn không nói được. Cho đọc trước cả tháng trời này. Xong bắt đầu lúc học thì cô Quỳnh lại giảng từng câu từng từ một, nói đi nói lại. Xong bắt đầu lại có video quay lại, yêu cầu các em ấy nghe lại lần nữa này. Thế mà đến những cái buổi kiểm tra hỏi vẫn không nói được, vẫn chưa nắm được. Đấy, xong lại phải hệ thống đi hệ thống lại. Xong bắt đầu lại đến cái phần thực hành lại vật vã như thế nữa. Thì cô Quỳnh cảm thấy rằng để mà các em tự học giỏi nghề được là rất khó, cần phải có người dẫn dắt. Đấy, chứ còn các bạn thấy là đi làm nghề kế toán ấy, thật sự là từ cái việc mà các bạn học ở trong trường giữa lý thuyết với thực tế nó đã là khác nhau rồi. Thế mà bây giờ ra vận dụng giữa lý thuyết và thực tế được cũng chưa chắc đã đúng, đã đúng được. Tại vì nó không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đúng không các bạn? Đấy, thế mà đặc biệt là về thông tư luật thuế, bây giờ nó rất là nhiều mà nó lại thay đổi liên tục và nó rất là khó nhớ cho kế toán. Đấy, thế mà bây giờ để cho các em ra bây giờ chỉ cần học ở trong trường thôi, vận dụng định khoản nợ nợ có thôi cũng đã là khó rồi, chưa nói đến lại còn phải thiên biến số liệu đúng không? Thì nó thật sự là cái công việc nó đòi hỏi nó quá sức đối với các bạn. Thế nên là cái tỷ lệ mà các bạn ra nghề xong đi làm xong tự học hỏi, tự thăng tiến phát triển được, thành công được với cái nghề này thì xác suất rất là ít. Thì các bạn thấy đấy, từ cái việc mà học xong để mà tỷ lệ theo nghề cũng đã ít rồi, sau đó thì cái tỷ lệ mà theo nghề kia thì bao nhiêu năm đấy nhưng mà cũng đã
phát triển được nghề đâu. Các bạn vẫn cứ chỉ đi làm ở các cái vị trí phân hành nhỏ thôi, đúng không? Thành thử ra là cái công việc nó không được chuyên trách, lương nó không được cao, và các bạn cảm thấy nó rất là chán ngán với nghề. Đấy, thế nên là nói chung là khi mà mình là người đào tạo lâu năm trong nghề thì mình dẫn dắt các bạn học viên ấy, thì mình thấy thật sự là rất là chật vật mới có thể giúp cho các em ấy lĩnh hội được kiến thức và ra thì mới có thể giỏi nghề được. Chứ còn để mà bây giờ có nhiều em bảo cô có bán tài liệu không, hay là có những bạn lại đi xin nọ kia, thì thật sự là không, trên mạng đầy. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây, không có người dẫn dắt thì các bạn cũng rất là khó để mà có thể lĩnh hội được cái kiến thức đấy và vận dụng được cái kiến thức đấy các bạn nhé. Thế nên là nói chung là khóa của cô Quỳnh thì nó gồm hai phần. Cái phần kế toán tổng hợp là cái phần dạy các em về hạch toán. Hạch toán thì mình phải chắc từ những cái nghiệp vụ cơ bản đến nghiệp vụ chuyên sâu đến những cái tình huống. Đấy. Và các bạn phải học trên nhiều lĩnh vực ngành nghề để các bạn có được cái nhìn toàn cảnh bức tranh của kế toán. Và sau khi mà các bạn chắc cái phần hạch toán đấy rồi, các bạn mở sổ sách kế toán lên báo cáo tài chính thành thạo rồi, thì các bạn mới chuyển sang cái phần học thuế. Và khi mà các bạn học chuyển sang cái phần học thuế thì các bạn mới nghiên cứu thông tư luật thuế để xem là những cái phát sinh trước đây theo chế độ kế toán nó là thế này, thì bây giờ theo luật thuế nó là thế nào. Thì các bạn phải vận dụng được cả hai cái phần đấy vào với nhau thì đi làm công việc của các bạn nó mới hoàn hảo được, nó mới chính xác, nó phải đúng được theo cả chế độ kế toán và theo cả chế độ thuế. Thế nên là bạn nào mà chưa chắc ở cái phần tổng hợp ấy thì cũng không nên học thuế không. Đấy, còn nếu mà các bạn đã chắc cái phần tổng hợp rồi thì các bạn mới học thêm cái phần thuế. Học thêm cái phần thuế để các bạn bổ trợ vào cái công việc của mình. Ví dụ như công việc của kế toán tổng hợp là các bạn sẽ phải hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh này. Thế hay là khi mà các bạn tiếp nhận một cái hóa đơn, các bạn phải có kiến thức về hóa đơn. Các bạn xuất một cái hóa đơn ra, các bạn cũng phải có kiến thức về hóa đơn, đúng không? Đấy, xong sau khi mà các bạn hạch toán theo đúng chế độ kế toán xong thì hàng quý là chúng ta phải xác định lỗ lãi để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì lúc này các bạn lại phải có kiến thức để xem là những cái chi phí đấy theo kế toán nó là thế, theo luật thuế nó là thế nào, nó có được tính vào là chi phí hợp lý không, hay là về cái hóa đơn đầu vào này nó có đủ điều kiện khấu trừ không. Các bạn phải tìm hiểu thông tư luật thuế, đúng không? Còn các bạn chỉ chắc ở cái phần nghiệp vụ, các bạn mới chỉ biết là cái hóa đơn này thì hạch toán vào đây, cái hóa đơn này là thuế giá trị gia tăng nó có thì mình hạch toán vào đây chưa đúng. Và lúc này các bạn phải biết được nó có đủ điều kiện khấu trừ không mà hạch toán vào đấy. Nếu mà nó không đủ điều kiện khấu trừ, các bạn bị bóc ra thì các bạn lại bị truy thu thuế, đúng không? Đấy, hay là về chi phí của nó chỉ phù hợp với chế độ kế toán thôi mà nó không phù hợp với luật thuế. Các bạn không biết bóc nó ra thì cái quý đấy các bạn có thể là lỗ, nhưng mà thực tế là lỗ kế toán, chứ bóc ra thì nó lại trở thành là lãi theo luật thuế. Đấy là cái nguyên nhân mà các công ty hay bị truy thu thuế, là vì như vậy. Vì kế toán đi làm, kế toán không nắm được các cái quy định của thông tư luật thuế, thành thử các bạn mới chỉ nắm được một nửa vế là về chế độ kế toán thôi. Thế xong là bắt đầu đến lúc người ta vào người ta quyết toán thì người ta thấy những cái chi phí đấy nó không phù hợp với luật thuế thì người ta bóc, thì sẽ dẫn đến cái việc bị truy thu, đúng không nào? Đấy, thế nên là nói chung là học thì phải kết hợp hai phần như thế thì ra các bạn mới chuyên nghiệp giỏi nghề và các bạn mới làm được hoàn chỉnh công việc của kế toán tổng hợp và kế toán thuế. Thực ra kế toán tổng hợp là nó liên quan đến cả phần thuế ở trong đấy, nhưng mà cái trình độ cao hơn khi mà cô Quỳnh đào tạo ra ấy, là các bạn ấy có thể đi làm được kế toán thuế ngoài giờ. Mà đi làm kế toán thuế ngoài giờ thì nó đi vào cái công việc dọn dẹp, gỡ rối, sửa sai. Thế mà nó phải đòi hỏi cái tính chuyên nghiệp cao hơn, mình phải biết nhiều lĩnh vực hơn. Ví dụ như bây giờ có những công ty người ta làm về lĩnh vực dịch vụ, có những công ty người ta làm về lĩnh vực sản xuất thương mại các thứ, người ta muốn thuê mình làm kế toán ngoài giờ mình cũng phải sẵn sàng, đúng không? Thì có nghĩa là các bạn phải đạt ở cái trình độ chuyên nghiệp cao hơn thì các bạn mới làm được kế toán thuế ngoài giờ. Còn học cô Quỳnh ra là các bạn đứng vững được ở vị trí kế toán tổng hợp, mà kế toán tổng hợp thì công việc là hạch toán, mở sổ sách kế toán, lên báo cáo tài chính, kê khai thuế, làm các thủ tục hành chính về thuế, nó cũng có cái phần thuế trong đấy rồi, nhưng mà nó làm cho năm hiện tại thôi. Đấy, còn các bạn đạt trình độ cao hơn thì các bạn mới có thể đi sửa sai, gỡ rối hồ sơ sổ sách của các năm cũ được. Thế nên là bạn nào mà muốn chuyên nghiệp như thế thì hãy tham gia khóa học của kế toán lớp cô Quỳnh nhé.